Xin chào anh em, em là Tú Và hôm nay em Tú mới về sẵn tại cửa hàng một chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Dishot của nhà Rolex Chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với mã máy 116231 là một đồng hồ đời cũ Bởi vậy thì anh em mình sẽ có đó là thiết kế bộ dây khóa Juli đi liền với nhau nhé Em này của em thì xem với em đồng hồ với tình trạng là đã qua dụng Và chúng ta có thể thấy được cái tình trạng thân vỏ của chiếc đồng hồ này còn khá là mới, bén, đẹp độ dài của độ dài của bộ dây còn cực kỳ dài để anh mình có thể đeo trên mọi cổ tay nhá. Chiếc này của em thì sẽ có đầy đủ phụ kiện đi kèm và bao gồm đó là hộp sổ. Còn với tấm thẻ của chiếc này thì là do lỗi của em tú là mất tấm thẻ này. Bởi vậy thì em cũng đang có mức giá cực kỳ tốt để anh mình có thể trải nghiệm nhá. Với chiếc này thì em đang giao lưu đó là 279 triệu. Nếu mà chúng ta sẽ nếu mà chúng ta còn cái tấm thẻ của chiếc đồng này thì em nó có mức giá loanh quanh trên 310 triệu nhá một mức giá cực kỳ tốt để anh mình có thể sở hữu được một chiếc đồng hồ với thiết kế thân vỏ được kết hợp giữa thép và vàng hồng 18k mặt số ngọc trai tím cọc số kim cương cực kỳ đẹp luôn em này của em thì sẽ có thiết kế xe mặt 36 và với độ dày của chiếc đồng này nó sẽ đưa khoảng tầm 11 mm thì với những anh em cổ tay vừa nhỏ và thậm chí anh em cổ tay to đeo vẫn rất đẹp nhá Mặt số ngọc trai được lấy từ phần vỏ chai thiên nhiên và chúng ta sẽ có màu sắc đó là mặt ngọc trai tím với những ánh sắc cầu vồng được thiết uh, được thể hiện cực kỳ nổi bật trên cái phần nền mặt số này. Cọc số kim cương tự nhiên được gắn lên trên cái một cái phần đế bằng vàng và bên trên góc 12 giờ vẫn sẽ là logo thương hiệu của hãng và bên trên góc 3 giờ sẽ là ô lịch ngày, bên dưới góc 6 giờ vẫn sẽ là một cái dòng chữ Swissmade quen thuộc. Và nếu mà chúng ta nhìn nghiêng ở bên trên cái phần vành mặt số thì vẫn sẽ là những cái dòng chữ Rolex được khắc laser chạy xung quanh cái phần vành mặt số này. Ở bên dưới góc 6 giờ vẫn sẽ là mã số series đầy đủ của chiếc đồng hồ này và chúng ta sẽ có đó là mã số series đây ạ. Hiện tại thì em vẫn còn giữ được tấm ảnh khi mà em nhập về cái chiếc đồng hồ này và sẽ có đó là đầy đủ mặt trước và mặt sau của tấm thẻ bảo vậy thì anh em mình vẫn có thể yên tâm thoải mái trải nghiệm nhé chúng ta có thể trách chuẩn số seri trên đồng hồ và trên tấm ảnh để anh em mình có thể đối chiếu ạ mặt kính sapphire nguyên khối và mặt kính của nhà Rolex rất là dày và siêu trong chúng ta có thể thấy đó là trên cái phần nền mặt kính này chúng ta sẽ thấy một cái mặt kính rất là trong và khi mà nhìn qua cái phần mặt kính này với những cái ánh sắc cầu vồng của mặt số ngọc trai tím sẽ là một cái phần mặt số cực kỳ cuốn hút Phần liềng trước này sẽ là liềng vàng nguyên khối và sẽ được thiết kế kiểu dạng uh, liền rãnh khía cực kỳ đẹp nhá. Với những rãnh khía vô cùng sắc bén như này. Và bên tay phải của em chúng ta sẽ có thiết kế lú một chiếc đồ này sẽ là lú vặn cổ chai, độ chống nước lên đến 100 m. Bộ dây đi kèm sẽ là bộ dây Jubilee và đi liền với đó sẽ là khóa Jubilee nhá. Anh em mình sẽ gập đôi khóa này lại và bấm vào phần có logo này để đóng hoàn toàn bộ khóa và chúng ta sẽ thấy được một cái dạng thiết kế khóa liền mạch rất đẹp đúng không ạ với thiết kế dây Jubilee là một trong những cái thiết kế bộ dây được rất nhiều anh em mình ưa chuộng và lên tay thì cực kỳ ôm tay. Ở à mặt sau đáy sẽ là một cái phần mặt đáy kín và sẽ được hoàn thiện giữa đánh bóng và phay xước. Bộ máy của chiếc đồng hồ sử dụng vẫn sẽ là bộ máy cực kỳ nổi tiếng của nhà Rolex, đó là bộ máy 3135. Chúng ta sẽ có thấn tích cót đó là 48 tiếng, sai số sẽ là cộng trừ không quá 2 giây một ngày và với bộ máy này thì có thể chạy chính xác, độ chống sốc chống nhiệt cực kỳ tốt. Bây giờ thì em thử trên tay với chiếc đồng hồ với mã máy 116231 xa mặt 36 này nhá Và đầu tiên thì anh em mình sẽ thấy đó là ở mặt sau của cổ tay của em Chính là bộ dây đi liền với bộ khóa Jubilee cực kỳ đẹp đúng không ạ Logo thương hiệu của hãng ở chính giữa Và ở phần mặt số chúng ta sẽ thấy một cái phần mặt số ngọc trai cực kỳ đẹp Và khi mà anh em có dịp qua cửa hàng của em để thử trên tay trước đồng này thì chắc chắn khi mà nhìn thực tế nó còn đẹp hơn rất nhiều với những ánh sắc cầu vồng được thể hiện cực kỳ rõ ràng trên phần lên mặt lên mặt số này và đi kèm với đó sẽ là một cái thiết kế sang mặt 36 khá là dễ đeo liền rãnh khía này với chiếc này thì em đang giao lưu đó là 279 triệu nhé hiện tại thì em đang sẵn sàng giao lưu tại Hà Nội và em cũng có cả trong thành phố Hồ Chí Minh anh em ở gần cửa hàng của em có thể qua trực tiếp để thử trên tay thoải mái nhá số thoại hotline của em em có để dưới góc màn hình anh em nhà mình cái đang tư vấn hỗ trợ thì cứ alo cho em ạ Cảm ơn anh mình đã theo dõi. Em xin kết thúc video tại đây.